trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với anh Trần Phong Vũ, ngồi bìa anh Đặng Đình Long, ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Chương trình về đề tài là chúng tôi muốn thảo luận về Hoa Kỳ ban giao với Cuba sau 54 năm gián đoạn và cái ảnh hưởng nó như thế nào trên đối với thế giới cũng như đối với Việt Nam. Và hơn nữa thì thưa hai anh, thì hôm nay thì cái tin mới nhất về vấn đề mà ở Việt Nam á, tin tức là cái tòa án trọng tài quốc tế thì họ nói rằng bị hôm 5 tây tháng 12 á, thì Cộng sản Việt Nam ở đi cửa hậu đối với cái vụ kiện của phi kiện Trung Quốc, thì họ đi cửa hậu, họ nộp đơn, họ nói là trong khi mà cái tòa án trọng tài đó xử cái vụ án này thì đừng quên cái quyền lợi của Việt Nam ở trong cái vùng biển đó. Thì tức là một cách đi cửa hậu, tức là không dự phiên tòa nhưng mà lên tiếng. Thì tòa án quốc tế đã nhận cái đơn đó, đã lên tiếng rằng là sẽ xét cái đơn của Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là phi thì cũng là tăng gia vấn đề mà mua những cái tàu quân sự. Trong khi đó thì bên phía Việt Nam thì một mặt thì là có một cái lên tiếng như vậy, mà cái lên tiếng đó đó về cái vấn đề đối với tòa án như vậy đó, thì thứ nhất là cái dư luận cho rằng là bởi vì cái hội nghị Trung ương 10 sắp sửa xảy ra và cần phải xoa dịu những cái sự bất mãn ở trong cái hàng ngũ nội bộ đang có những cái chống đối, thành ra họ làm cái chuyện tối thiểu, tức là cái chuyện là đưa cái bản lên tiếng đó để nói rằng để ý tòa, để ý tới quyền lợi của tôi, chứ còn chưa có đúc đơn để kiện Trung Quốc ra tòa. Thì như anh Đặng Đình Long có nói là cái hoàn cảnh của Việt Nam nó khác với hoàn cảnh của Cuba về vấn đề địa chính trị. Thì anh Trần Phong Vũ, anh xin anh cho vài ý kiến về cái vấn đề cái tòa quốc tế và cái sự kiện đã đang xảy ra. Vâng, thưa anh và thưa quý khán giả theo dõi vấn đề từ đầu mà đi, thì chúng ta biết rằng là đã có cái lúc ông Nguyễn Tấn Dũng gồng mình lên để mà nói rằng là sẽ đưa cái vấn đề này ra tòa án quốc tế. Có lần ông ấy đã gần như là người ta chờ đợi rằng là Việt Nam sẽ theo đuôi Phi Luật Tân để mà làm một cái động thái ngoạn mục đó. Nhưng mà rồi càng ngày nó càng xa mãi đi. Thì như anh đã đưa ra cái nhận định như là một cái tiền đề ban nãy đó, anh nói rằng là trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, ở giữa cái lúc mà đang gặp bế tắc trong cái chuyện mà chuẩn bị cho cái đại hội 12 vào năm 2016 tới đây đó, chỉ còn trong vòng chỉ còn có 12-13 tháng nữa thôi mà đang gặp bế tắc. Mà cái bế tắc cụ thể nhất như ở trên chương trình này anh em chúng ta cũng đã có dịp trình bày là đáng lẽ ra thì cái hội nghị Trung ương 10 đã phải khai diễn ngay từ đầu tháng 12, nhưng mà cho đến ngày hôm nay vừa rồi thì đã có một cái hoãn đến ngày 20 tháng 12, rồi lại bây giờ lại có cái dư luận là có thể đưa tháng đầu tháng giêng năm tới, tức là nó đã trễ vô cùng rồi. Mà hai cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề nhân sự cũng như là cái đưa ra một cái sườn, đưa ra một cái khung cho cái 5 năm sắp tới của cái đường hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cho đến giờ chưa thấy gì cả. Mà trong khi đó thì những cái khuynh hướng phe phái tranh giành ở trong nước, rồi kể cả những cái sự mà lấn tới của những cái cao trào đấu tranh đó, làm cho nhà nước ở trong cái tình trạng rất là lúng túng. Và vì vậy cho nên rằng là ở đây chúng ta nhìn vào cái bối cảnh đó, nhìn vào cái bối cảnh đó để thấy rằng là nhà nước Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều những cái khó khăn, và những cái khó khăn đó khiến họ phải có một vài cái cử chỉ để mà xoa dịu quần chúng. Thì chúng ta biết rằng là như anh đã nói ban nãy cũng như là qua chương trình này cũng đã có lần chúng ta đề cập tới, tức là cái sự kiện mà
mà phi luật tân trong những ngày sắp tới đây thì cái tòa án trọng tài họ sẽ đưa ra phán quyết cái vụ kiện mà phi luật tân đưa ra kiện Trung Quốc, mà cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn cứ đứng ngoài, nhất định không involve vào. Và tôi nghĩ rằng là chính cái sự kiện này mà cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái tiếng nói, của cái sự lên tiếng của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhờ cái tòa trọng tài này ghi nhận một số những cái điều mà không kiện chính thức nhưng mà phàn nàn rằng là hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã đưa tới những cái xâm hại tới quyền lợi của Việt Nam, và xin cái trọng tài quốc tế đó ghi nhận cái điều đó trong khi xét xử vụ phi luật tân. Nhưng mà thưa anh thì nói như thế này thì không biết là theo cái nhìn của anh đó, là liệu Việt Nam có dám kiện trong tương lai hay không. Bây giờ vấn đề đây là đi cửa hậu, tức là mở ngõ là tôi có quyền lợi vậy thôi chứ còn chưa lắm dám làm gì. Trong khi đó có một cái dư luận gọi là chưa được kiểm chứng, cái dư luận ở trong nước chưa được kiểm chứng là lý do họ bắt ông Hồng Lê Thọ cũng như là ông Bảo Lập, Nguyễn Hoàng Lập, và bây giờ chúng ta biết là họ dứt khoát họ khởi tố ông Bà Lập, tức là họ không thả, đúng là 9 ngày là phải thả nếu mà không có tội, nhưng bây giờ họ nói là họ khởi tố với điều 88. Thì theo được cái nguồn tin mà chưa kiểm chứng thì nói rằng hai ông này, ông Thọ với ông Lập, là có một cái danh sách của những nhân sự của đại hội 12, và trong cái danh sách nhân sự này có tới 70% là thân Trung Quốc. Và do đó đây là những người họ chống Trung Quốc và họ định công bố cái danh sách này. Do đó mà hai người này mới bị bắt, chứ còn thật ra hai người này kể về bắt gì những người gọi là tranh đấu cho dân chủ á, mấy blogger viết blog á thì có nhiều người khác đáng bắt hơn. Thì không biết anh nhận xét một cách ngắn gọn là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là trước sau gì thì nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi cái móng vuốt của Bắc Kinh, và từ đó thì chúng ta phải đi ngược trở lại năm 1990. Tức là có thể cái vụ kiện là có thể không có, không hề có. Tôi nghĩ là khó có triển vọng để có, trừ khi nay mai đây cái khuynh hướng mà thân Bắc Kinh nó nhẹ đi, và cái khuynh hướng muốn cải đổi một chút nào đó về cái đường hướng cai trị Việt Nam của cái Đảng Cộng sản được thể hiện trong cái Đại hội 12, thì may ra lúc bây giờ mới có một cái sự thay đổi nào đó, chứ nếu không cứ như cái hoàn cảnh hiện tại. Và các anh đừng quên một điều này, chúng ta không phải chỉ chúng ta, ngoài này và cả trong nước người ta vẫn đặt rất là nặng về những cái mối hoài nghi chung quanh cái cam kết của Hà Nội đối với lại Bắc Kinh qua cái hội nghị Thành Đô, mà cho đến giờ chưa hề có được. Anh Long có một hiện tượng này ở tại Việt Nam hiện giờ đang diễn ra, nhất là trên đường Lê Duẩn cũng như những cái đường khác, là năm nay họ chào mừng năm 2015 và chào mừng gọi là 40 năm thống nhất đất nước, và họ treo đầy những cái cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam hết. Thì và qua những cái hiện tượng mà tôi cũng mới vừa trình bày đó, thì cái nhìn của anh là như thế nào về cái nội tình Cộng sản Việt Nam cũng như là vấn đề Trung Quốc, cái liên hệ Trung Quốc? Cái liên hệ trước hết bây giờ tôi nói sơ ý kiến tôi về cái vụ kiện. Dạ. Cái vụ kiện mà chính phủ Việt Nam vừa rồi tuyên bố yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế lưu tâm đến cái quyền lợi Việt Nam trong cái vụ kiện giữa phi luật tân với Trung Quốc. Cái chuyện đó tôi nói thật, bởi vì trên nguyên tắc á, khi anh muốn người ta xét đến cái quyền lợi của anh thì anh phải can dự vô cái vụ kiện đó với tư cách là một nguyên đơn, hoặc là ít ra đặt sẵn có một cái vụ kiện rồi anh xin tham gia vô với tư cách là một người dự sự, lấy cái lý do rằng tôi có quyền lợi cho nên tôi mới xin tham gia, chứ còn khi không anh ở ngoài mà anh nhảy vô một cái vụ kiện của người khác đâu có được đâu. Yeah. Mà khi anh nói anh xin dự sự tức là anh có quyền lợi thì anh phải chứng minh bằng những cái tài liệu, bằng những cái văn bản và chứng minh bằng những cái lập luận. Tôi lấy làm lạ rằng thông tin mới đây cho thấy rằng nói rằng tòa án quốc tế sau khi nhận cái cũng như cái tờ trình của Việt Nam, một cái đơn của Việt Nam nói rằng xin quý vị xử như thế nào thì xử, nhưng mà để ý đến cái quyền lợi của tôi, thì cái đơn đó được coi như tòa án thông báo cho Trung Quốc với cả phi luật tân. Tôi nghĩ rằng cái chuyện này về ngoại giao như thế nào thôi, chứ đứng về phương diện pháp lý nó không có giá trị gì pháp lý hết anh. Cái đó là cái điểm thứ nhất, là một cái hiện tượng hơi lạ về cái chuyện xét xử này.
Cái thứ hai, về cái mặt mà nói rằng Việt Nam sau này, tôi nghe ông có xem cái bài viết của ông Kissinger, ông có nói Việt Nam mở đường để có thể có một cái vụ kiện tương lai đối với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở trên cái đảo... Ông Ngô Vĩnh Long cũng nói vậy. À, mấy ông đã nói vậy. Thì tôi nghĩ rằng không có mở đường gì hết trơn. Cái vấn đề là nếu mà họ muốn làm thì họ đã làm lâu rồi, chứ không phải mà chờ tới giờ phút này. Tôi nghĩ rằng giờ phút này mà phải lên tiếng như vậy, chẳng qua là không lên tiếng thì sợ bị dân chúng lên án, nói rằng quyền lợi của mình ở đó, tại sao mình cũng không có tham gia vô vụ kiện. Trong nội bộ luôn cũng luôn. À, còn nếu mà lên tiếng mà tham gia một cái vụ kiện thì như anh Trần Quốc Vũ nói, sợ Trung Quốc quá đi. Trung Quốc đương kẹp cổ mà. Bây giờ kẹn một cái thì nó kẹp luôn thì nghẹt thở. Cái đảng Cộng sản bị nghẹt thở chứ không phải là dân chúng bị nghẹt thở. Thành ra cái ý kiến đó về cái vấn đề mà như tôi nói đó, nó là một cái vấn đề lúng túng của đảng Cộng sản Việt Nam. Và kiện hay không kiện, tôi nghĩ rằng về sau Việt Nam phải ra một cái vụ kiện thôi. Một cái vụ kiện tương tự, là tại vì cái quyền lợi của Việt Nam khác, nó liên quan đến Hoàng Sa, anh đánh chiếm lấy Hoàng Sa, nó liên quan đến cái chủ quyền trên cái 120 hải lý về cái khai thác cái của mình. Còn anh nên nhớ rằng Phi Luật Tân kiện cái anh Trung Quốc là kiện hỏi, coi như hỏi và yêu cầu trọng tài giải thích cái đường chính đoạn lưỡi bò mà vẽ trên bản đồ như vậy về phương diện pháp lý đối với công pháp quốc tế và luật biển có hợp pháp hay không. Cái thứ hai, chiếm một số đảo của Phi Luật Tân như vậy rồi cải tạo làm cái này làm cái kia có được hợp pháp hay không. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Đặng Đình Long. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này, bởi vì nó có rất nhiều điều để nói về vấn đề này. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.